Ngày 3 tháng 8, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố một số chi tiết liên quan cuộc điều tra về vụ lãnh đạo Hamas bị ám sát, rằng ông này bị giết bằng một quả đạn tầm ngắn, theo hãng thông tấn IRNA. Theo IRGC, quả đạn giết chết ông Haniyeh có đầu đạn nặng khoảng 7 kg, gây ra một vụ nổ mạnh và được bắn từ bên ngoài vào nhà khách nơi ông lưu trú tại thủ đô Tehran, Iran. Cuộc tấn công khủng bố này được chế độ Do Thái Israel lên kế hoạch và thực hiện, được chính phủ Mỹ hỗ trợ, theo tuyên bố của IRGC. Tuyên bố cũng cảnh báo rằng việc lãnh đạo Hamas bị ám sát sẽ dẫn tới đòn trả thù quyết liệt diễn ra vào thời điểm, địa điểm và cách thức thích hợp. Tuyên bố của IRGC khác với các báo cáo trước đó từ truyền thông phương Tây rằng lãnh đạo Hamas bị giết do một quả bom được lén đưa vào tòa nhà từ 2 tháng trước. Cũng trong ngày 3 tháng 8, hai nguồn tin Iran của tờ The New York Times cho biết Tehran đã bắt hơn 20 người, bao gồm sĩ quan tình báo cấp cao, sĩ quan quân đội và nhân viên tại nhà khách để điều tra vụ lãnh đạo Hamas bị ám sát tại đây. Theo hai quan chức Iran đề nghị được giấu tên này, đơn vị tình báo chuyên trách về gián điệp của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đang tiến hành điều tra và đang truy lùng những nghi phạm mà cơ quan này cho là sẽ tìm ra manh mối của những ai đã lên kế hoạch, hỗ trợ và thực hiện vụ ám sát lãnh đạo Hamas. Thông tin về vụ bắt giữ diện rộng này được đưa ra sau khi IRGC ra tuyên bố rằng quy mô và chi tiết của vụ việc đang được điều tra và sẽ được công bố kịp thời. Hiện IRGC vẫn chưa công bố bất kỳ chi tiết nào về vụ bắt giữ cũng như điều tra về vụ nổ, bao gồm nguyên nhân. Giới phân tích cho rằng Iran và các nhóm đồng minh của Tehran chắc chắn sẽ đáp trả Israel để tìm cách khôi phục khả năng răn đe đối với Israel mà không gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực. Tuy nhiên, ranh giới của những tính toán sai lầm là rất mong manh, theo hãng tin Al Jazeera. Ông Nicholas Bamford, chuyên gia về Hezbollah tại Hội đồng Đại Tây Dương của Mỹ, nhận định rằng chiến lược tổng thể sắp tới của Iran sẽ không phải là một cuộc tấn công hiệp đồng cùng với trục kháng chiến. Cơ bản là do Hezbollah không muốn leo thang vấn đề này thành một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Do đó, đòn trả đũa sắp tới có thể sẽ diễn ra theo hướng riêng lẻ, bắt đầu bằng một đòn trực diện từ Iran và sau đó là các cuộc tấn công từ các nhóm vũ trang khác nhằm vào Israel. Tôi nghĩ họ sẽ nhắm tới một mục tiêu quân sự cấp cao, ông Bamford nhận định. Phương án trả đũa sắp tới Iran sẽ tung ra đối với Israel sẽ còn phụ thuộc vào ý chí của lực lượng Hezbollah, trong đó cân nhắc liệu rằng có phối hợp với Tehran tấn công hiệp đồng Tel Aviv hay không, theo Al Jazeera. Tuy nhiên, khả năng Hezbollah tham gia tấn công hiệp đồng cùng Iran không phải là không thể xảy ra. Ông Mohannad Haji Ali, một chuyên gia về Liban và là thành viên cấp cao của Trung tâm Trung Đông Kanize ở Beirut, lưu ý rằng Hezbollah đã tuyên bố sẽ trả đũa Israel vì đã giết chỉ huy quân sự Fuad Shukr của nhóm này hôm 30 tháng 7. Do đó có lý do để dự đoán rằng Hezbollah sẽ phối hợp với Tehran tấn công Tel Aviv. Giới phân tích cảnh báo rằng một cuộc tấn công quy mô lớn từ Iran và trục kháng chiến có nguy cơ sẽ gây thương vong cho cả quân nhân hoặc dân thường Israel, từ đó làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc xung đột lớn trong khu vực. Đài CNN dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho rằng đòn trả đũa lần này của Iran có thể sẽ tương tự như lần phóng loạt tên lửa đạn đạo và triển khai máy bay không người lái vào Israel vào ngày 13 tháng 4, liên quan vụ đại sứ quán Iran bị tập kích, giết chết tướng chỉ huy hàng đầu của lực lượng tinh nhuệ Tehran, song quy mô có thể lớn hơn và phức tạp hơn trước, bao gồm khả năng Iran cùng các lực lượng ủy nhiệm tấn công Israel từ nhiều hướng. Iran có thể tấn công ảo ạt Israel trong vòng 48 giờ tới để trả đũa vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát. Mỹ và Israel đang chuẩn bị cho khả năng Iran sẽ tấn công Israel trong 48 giờ tới. Cuộc tấn công lớn của Iran để trả đũa vụ ám sát các thủ lĩnh của Hamas và Hezbollah, Asiers dẫn các nguồn thạo tin ngày 3 tháng 8 giờ Mỹ. Để chuẩn bị cho kịch bản này, tướng Michael Kurila, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, CENTCOM, đã đến Trung Đông. Hai quan chức Mỹ giấu tên khẳng định, mục đích chuyến đi của tướng Kurila nhằm nỗ lực huy động một liên minh quốc tế bảo vệ Israel. Liên minh này cũng từng bảo vệ Tel Aviv trước cuộc tấn công lớn của Tehran vào hồi tháng 4.
Căng thẳng ở Trung Đông đã lên đến đỉnh điểm trong những ngày gần đây, sau khi Iran cáo buộc Israel ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas, Ismail Haniyeh ở Tehran. Thủ lĩnh Hamas bị ám sát tại nơi ở hôm 31 tháng 7, khi tới Iran dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Masoud Pezeshkian. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, nhưng tuyên bố đã hạ sát chỉ huy Hezbollah Farhat Shak trong một cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Liban. Theo Aviv cho rằng, ông Shak là người chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một sân bóng đá ở cao nguyên Golan khiến 12 người thiệt mạng. Kịch bản Iran tấn công Israel lần này khiến chính quyền Tổng thống Joe Biden lo lắng hơn so với hồi tháng 4. Nguyên do bởi Mỹ sẽ khó tập hợp một liên minh hùng hậu giúp Israel như trước đó. Điều này xuất phát từ việc nhiều nước không ủng hộ Israel thực hiện chiến dịch tại Dải Gaza đã khiến hàng chục ngàn người chết và biến nơi đây thành vùng đất tàn hoang. Trong bối cảnh Trung Đông sụp sôi sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 3 tháng 8 bày tỏ hy vọng Iran sẽ xuống thang căng thẳng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận ông không chắc liệu kịch bản này có xảy ra hay không, nhất là khi Iran tuyên bố sẽ trả đũa Israel sau cái chết của ông Haniyeh. Trước mắt, Mỹ cùng các đối tác quốc tế, bao gồm Pháp, Anh, Ý, Ai Cập, vẫn đang tiếp tục nỗ lực ngoại giao nhằm hàn nhiệt tình hình. Trong một tuyên bố ngày 3 tháng 8, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết Bộ trưởng Stephen Sejourne và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi các bên kiềm chế tối đa để bảo đảm xung đột không lan rộng ra khắp Trung Đông. Tuyên bố cho biết thêm, hai ông Sejourne và Blinken nhất trí tiếp tục nỗ lực chung để đạt được thỏa thuận ngừng bắn bền vững trên dải Gaza. Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi hôm 3 tháng 8 bất ngờ đến Tehran, chuyến thăm cấp ngoại trưởng đầu tiên của Jordan tới Iran sau hai thập kỷ, để tìm hướng tháo ngòi nổ xung đột. Jordan hồi tháng 4 đã hỗ trợ Israel bắn hạ tên lửa Iran bay qua không phận, góp phần ngăn chặn đòn đáp trả của Tehran với Tel Aviv sau vụ sát hại 7 thành viên cấp cao vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC. Dù các lãnh đạo tại Amman tuần qua kịch liệt lên án vụ ám sát Haniyeh là vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và cáo buộc Tel Aviv theo đuổi chính sách khước từ quyền tồn tại của người Palestine, Ngoại trưởng Safadi tái khẳng định chủ trương Jordan sẽ không trở thành chiến trường và sẵn sàng chặn mọi hành động xâm phạm không phận từ mọi phe. Tôi đến thăm Iran lần này để tham vấn về diễn biến leo thang nghiêm trọng tại khu vực, thảo luận thẳng thắn và rõ ràng về phương thức hóa giải bất đồng giữa hai nước trên tinh thần chân thành và minh bạch. Ông Safadi trả lời họp báo ở Tehran cùng Ngoại trưởng Iran Ali Bagheri, bổ sung rằng Jordan không thay mặt Israel đàm phán với Iran. Tuy nhiên, nỗ lực ngoại giao của Mỹ, phương Tây và các nước Ả Rập dường như đều đang bế tắc khi các lãnh đạo Iran tuyên bố khước từ lời kêu gọi xuống thang căng thẳng và nhấn mạnh Tehran sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ vào Tel Aviv. Tại buổi hội kiến với Ngoại trưởng Safadi hôm 4 tháng 8, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh Israel đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi nghĩ rằng Iran sẽ bỏ qua vụ ám sát ông Haniyeh. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Qualibaf cũng kêu gọi chính phủ hành động quyết đoán. Trang Axios của Mỹ dẫn ba nguồn thạo tin cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc điện đàm với những người đồng cấp G7 hôm 4 tháng 8 cho hay Iran và lực lượng Hezbollah ở Liban sẽ tung đòn tập kích đáp trả Israel sớm nhất trong 24 đến 48 giờ tới. Trong cuộc họp tối 4 tháng 8, các quan chức quốc phòng Israel cho biết họ sẽ có hành động phòng ngừa nếu chắc chắn Iran sắp ra tay. Tuyên bố trên được đưa ra tại cuộc họp cấp cao do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu triệu tập tối 4 tháng 8. Sự việc diễn ra trong bối cảnh Iran và đồng minh Hezbollah của nước này ở Liban được đánh giá đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công nhằm vào Israel. Hành động tấn công tiềm năng của các lực lượng này sẽ nhằm đáp trả các vụ ám sát liên tiếp vào tuần trước đối với chỉ huy cấp cao Hezbollah Fuad Shukr ở Beirut và thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran. Trong đó, phía Israel tuyên bố đã thực hiện vụ ở Beirut nhưng không nhận trách nhiệm vụ ở Tehran. Theo ước tính của các báo cáo, Israel không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra từ Iran và các đồng minh. Do vậy, họ vẫn đang thảo luận về nhiều phương án khác nhau cũng như cách thức phản ứng hay ngăn chặn tốt nhất. Về phương án tấn công phủ đầu, Israel cho biết họ sẽ cần thông tin tình báo của riêng mình về vấn đề này để khớp với thông tin tình báo của Mỹ. Ngay cả khi thông tin từ hai phía khớp nhau, họ
họ vẫn có phương án khác để tránh tấn công phủ đầu nếu có thể. Cũng tại cuộc họp này, ông Netanyahu cho rằng Israel hiện đang trong một cuộc xung đột đa mặt trận với Iran và các lực lượng ủy nhiệm. Tại Israel, một số người đã chuẩn bị hầm trú bom và nhớ lại cuộc tấn công quân sự trực tiếp chưa từng có của Iran vào tháng 4 sau một cuộc không kích được cho là của Israel vào Syria, khiến hai vị tướng Iran thiệt mạng. Israel cho biết hầu hết máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trong cuộc tấn công đó đều bị đánh chặn và cho rằng với lần tấn công tiềm năng thứ hai, họ sẽ có lợi thế hơn vì có thể tiên đoán được tình hình. Ngay cả khi cuộc tấn công có quy mô lớn hơn, đánh giá từ chính phủ cho thấy Israel sẽ có thể chống chọi được một lần nữa nếu triển khai phòng thủ phù hợp với sự giúp đỡ của liên minh các đồng minh, theo Wired.